Welcome các bạn đến với MV Nguyễn Family. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà món sườn non rim mặn nha cả nhà. Đây là sườn mình mua ở chợ về ha. Thì các bạn biết đó, thịt heo mà mua ở chợ về thì mình luôn luôn là ngâm với lại nước muối nha cả nhà. Rửa cho thật là sạch xong, làm lui làm tới 2-3 lần. Rồi sau đó mình để ráo, rồi bắt đầu mình ướp thì cái vị nó mới đậm đà ha. Nhưng mà trước khi mà mình vào ướp á, các bạn nhớ là phải luộc sơ qua nha. Luộc sơ qua cho cái nước nhất nó đi, cho nó đỡ cái dơ đó, mình cảm giác như vậy. Cho nên cho nó sạch sẽ xong rồi lúc đó mình mang vào mình mới nêm nếm nha cả nhà. And bên cạnh đây là tiêu đen ha, hành lá, hành hương, oyster sauce, rồi nước xì dầu và nước mắm nha. Alright friends, today I would like to share with you guys how to make the baby back ribs, you know, caramelized, yeah, or braise we call, to eat with rice. You know, we love to eat this dish with rice, and I bought this baby back ribs at the market, and we bring it home. And the, to prepare this dish, I always soak in the salt, well, you know, water with salt, and wash it out really well for like a couple times. After that, I put the big pot of water on the and I boil it. I boil it for first time. I wash this again and we let it dry and I start marinate it. So right here we have our oyster sauce. We use this brand name. It's really good. And next to it is a soy sauce. We use the less sodium one. And next to it is the fish sauce. We use the anchovy fish brand. This is really good and not very too salty. And right here is the black peppers and green onions, and this is a shallot, right? So this one I already prepare and I marinate for like 15 to 20 minutes. I leave in refrigerator and now ready to cook. So in order to do that, you have to use a little bit of black peppers. Depends how do you want to, a little bit spicier, you can use a little bit more. And you use 2-3 tablespoons of oyster sauce, 1 tablespoon of soy sauce, and 2 tablespoons of fish sauce, and the, I believe is 2 to 3 tablespoons of sugar. Okay, because it depends when you start cooking, and you have to taste again to make sure it's taste right for your family. Sometimes we like a little bit lighter, a little bit salty. So that's what I want to share with everyone, okay? So cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ mang ra và bắt đầu mà mình kho cái món này nha. Thì để kho cái món này thì các bạn dùng 3 muỗng oyster sauce, 1 muỗng nước tương nha, 2 muỗng canh nước mắm, 1 chút tiêu, thì muốn cay nhiều cay ít tùy theo các bạn nha. Rồi hành lá và đây là hành hương. Thì khi thường thì mình và có một chút tỏi nữa nha các bạn, a little bit garlic right here too, so we just want to bring out the flavor out a little bit more. So khi các bạn làm cái món này thì các bạn phải nhớ là mua sườn về thì ngâm nước muối rửa sạch, sau đó là trộn đều vào tất cả những cái gia vị này rồi mình bỏ tủ lạnh cho một chút ha. Thường để một tiếng đồng hồ, hay là nếu mà có thời gian, nếu không thì at least là từ 15 đến 30 phút để cho nó thấm vào, thì khi mà rim nó ngon nha cả nhà. Và cả nhà ơi, bây giờ là mình bỏ dầu lên bếp ha, và mình bỏ hành và tỏi vào nha cả nhà, cho nó thơm lên ha. Và bắt đầu mình bỏ sườn vào để mình rim nha cả nhà. Right now I put the 3 tablespoons of olive oil, and I put the garlic, I smash it up, and the shallot in to bring out the smell really good. And I start put in the baby back ribs in and stir fry. I'm going to do this step first, and after that we try to keep it braised up really good, and you know this dish will be so delicious with rice. We love to eat either with jasmine rice or basmati rice. That is the two favorite rices that we like to eat. And my children love is that she called the, my daughter called the sticky rice because she likes it. So this dish is one of our favorites, right, daughter? Yeah. So she's a video for me right now, you know, and in 3 more weeks she's back to school.
This is what she likes to do, and this summer we start to do the YouTube. And pretty much every day she with me, so we spend time together. And you know, when she go back to school, probably she had to train me how to do all this. Và cả nhà ơi, bây giờ là món xương kho mặn đã xong rồi nha. Và bên cạnh đây là có một chén cơm này, cả nhà nhìn rất là hấp dẫn luôn và đói bụng quá đi nè. Cho nên mình mang ra mình chia sẻ với cả nhà đấy nha. Và bây giờ gia đình của mình chắc có lẽ cũng phải chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm rồi. Here you go family, so after we you know, prepare and is baby back ribs is ready to serve. And right here next to it is a bowl of rice. Alright, today we would like to share to everyone, so you can try how to make this one. It doesn't take that long, and which is I really like it. If you like this video, please give me a thumbs up and share. Thank you so much for watching, and as always, I appreciate all your support, and you have a wonderful day.